Hello tất cả mọi người. Hello tất cả mọi người nha. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với cái kênh Sức Sống Mới để xem clip của hai anh em tụi em nữa. Rồi. Mọi người nhìn cái chỗ này có quen thuộc không? Siêu thị Sa Cha nè mọi người. Ở đường Phạm Hùng á. Đó mọi người nhìn ở đây là mọi người thấy cái chỗ này có quen thuộc không nè. Đó. Vô hẳn vấn đề luôn nè. Vô hẳn vấn đề là tôi bữa nay hôm qua tính gì? Đó chính là hôm nay em thứ nhất là em qua em Hà Phương Trinh là để đến người qua bất ngờ, mọi người không gọi mấy bữa gọi ngựa cái bữa em qua em hay gọi chưa hút lắm, hôm nay em ngựa em muốn tạo bất ngờ rồi đó. Xui ghê, không có hồi gì qua mà định tạo bất ngờ không thấy bất ngờ đâu, em qua em giống như bất tỉnh luôn á, em không thấy, em không thấy cái xe bánh lăn nằm đâu, cái xe bánh lăn đây em bất tỉnh luôn á. Thì nói chung là tí Văn Quỳnh có gửi lì xì cho em Hà Phương Trinh 500 năm bữa giờ là em không có thời gian em qua, thì hôm nay em có thời gian qua. Ổng rồi đó, ổng đẹp quá. Không có thời gian qua thì hôm nay em có thời gian qua, định là gọi tạo cái bất ngờ cho em Hà Phương Trinh, rồi qua nói là tí Văn Quỳnh lì xì cho em vậy đó, tạo một cái bất ngờ niềm vui. Định qua nói là Phương Trinh ơi nè, hôm nay qua là có một niềm vui cho em nè, mình nghĩ trong bụng mình nghĩ như vậy đó. Tiền tén ten những mấy câu Hùng Lý hay nói, bây giờ không thấy tiền tén ten đâu, bây giờ bị chia 500 của Phương Trinh giờ nhường cho em nè, tiền tén ten. Em hưởng cái phần này cho. Rồi cảm ơn Phương Trinh nhiều nha. Hùng Phương. Bây giờ ngày qua không có Phương Trinh mọi người. Thôi bây giờ hai anh em mình làm gì? Hôm nay ngày mấy? Mùa nay mùng 1 nè. Mùng 1 phải không? Thôi mình đi ăn chay, đi kiếm gì mình ăn đi. Có sẵn một xe hủ tiếu chay nằm ngay đây luôn nè, của Hà Phương Trinh bán nè đây. Ủa kìa hủ tiếu chay Sa Đéc kìa. Sa Đéc nè mọi người. Rồi hay gì? Lấy cho em 2 tô nha. Thái có ăn không? Lấy 3 tô luôn đi anh. Dạ dạ. 3 tô chị, 3 tô ít bánh. Rồi dạ. Hủ tiếu chay Sa Đéc khô mọi người. Đó, cái khô làm cái chỗ này là chỗ của Hà Phương Trinh bán đó, là em Hà Phương Trinh bán thì sau lưng mọi người thấy là bữa Hùng Lý quay á là có xe hủ tiếu chay 2 nước 1 đó, trời ơi có hấp dẫn không? Wow, múc lên kìa bắp nè, của cà rốt nè và thánh chiên này rất là hấp dẫn. Nhưng mà cậu hủ tiếu ở đây rất là ngon nha mọi người. Em ăn ở đây mấy năm về trước rồi. Anh biết đây mấy năm về trước rồi. Vậy hả? Ừ. Của đó anh chưa biết Phương Trinh luôn mà tới tối anh đi cảo cộng rồi đó. Cái anh đi chạy con đường này thấy hủ tiếu chay 8 giờ anh ăn thì không có cảo cộng. Vậy là cái này không phải bán mùng 1 15 mà bán quanh năm luôn. Quanh năm luôn, bán quanh năm luôn. Anh biết mấy năm rồi, đi vô, đi vô tất cả mọi người. Rồi hết bàn luôn. À qua đây đi. Dạ. À cái này của Tú hay dạ? Em qua em quay bé bánh lăng á, hôm nay qua với bé nghỉ. Cái sẵn rồi em quay hủ tiếu luôn. Ủa, cái này của ai vậy? Của anh đó. Hồi nào vậy? Kêu nào vậy? Hồi nãy anh vô anh kêu trước tô của anh, tại vì anh biết á là kêu mấy tô sau á là chờ đợi lâu lắm, anh kêu vậy cho nó nhanh chứ. Ok vậy anh. Thôi cái này chắc anh ăn rồi nên là anh cũng tự biết. Hồi nãy anh giả bộ em thôi là ăn hủ tiếu chay rồi em hỏi đâu, chứ anh đã biết sẵn ở đây hủ tiếu chay anh biết mấy năm rồi. Ồ vậy hả? Ừ. Em mới biết lần đầu luôn á, em tưởng là nãy giờ tưởng hủ tiếu mặn không à. Thôi bây giờ là mọi người thử mọi người xem tô hủ tiếu chay ở đây á, để hủ tiếu chay thì bình thường mà hủ tiếu chay Sa Đéc sẽ như thế nào? Đó, hủ tiếu chay Sa Đéc. Thường thường là Hùng Lý ăn, hồi đó Hùng Lý ăn chay Hùng Lý hay vá vậy nè mọi người nha. Con mời ông Tổ dùng nè, mời Cũng Quyền Thức Tổ dùng nè, mời một người anh của con không nói tên ra đi, mời anh dùng nè, và mời những người khuất mặt khuất mày đã luôn theo cái độ con á dùng. Thì tô hủ tiếu này tất cả ai cũng đều dùng đủ. Thì mọi người biết sao thế giới cái tâm linh mà Hùng Lý nói như vậy không? Tại vì một tô hủ tiếu không thể nào mà mình mời tất cả nhiều người được. Là mình nói là mình mời theo tâm linh, tại vì là có người chỉ Hùng Lý đó. Thì mời như vậy á, thì tất cả ai cũng đều dùng đủ, người ta dùng vào cái tâm của mình. Giống như đồ cúng cũng vậy mọi người, đồ cúng á, là không phải là người chết là người ta chết ta ăn cái đó đâu. Mà người chết ta người ta chỉ chứng giám, người ta chỉ ngửi thôi. Chứ người ta không có mà ăn là chỉ có mình ăn thôi. Đúng rồi. Chứ không có người chết đâu mà chứng giám mà cái lòng thành của mình. Chính xác, nên là mình mà có thể mời tất cả những cái người khuất mặt khuất mài. Nhưng mà Tổ tiên Của Quyền chỉ anh cái này để đi chim mà mình dùng cái câu chớp đó, mình nói là ai cũng đều dùng đủ. Đó thì đó là cái câu, thêm một câu nữa đó, người ta mời nhiều người nhưng mà có nhiều người không biết, người ta nói là cái câu không có nói ai cũng đều dùng đủ, mà ở đây là anh có một người thầy á, chị á, là em mời em có thể là một cái tô hủ tiếu hay là một chén cơm ví dụ đi, em cúng đi, em cúng cho những người mà chiến sĩ, cái em cúng quá trời luôn. Mà em đâu có thể nào mà em mời em cúng một lượt mà em cúng giống như Củ Quyền mình cái Củ Quyền về đi thì vậy cả Củ Quyền hết, sao em lại cúng cả 100 cái chén. Thường thường là 3 chén cơm mà 3 chén canh hoặc là 6 chén cơm này nọ thôi, thì phải dùng cái từ là tất cả ai ai cũng đều dùng đủ, là mọi người nghe cái lời văn bái của mình á rồi hội tụ về chứng giám cho mình, chứ không phải là mời ba chén cơm đó mà mời tất cả về cái củ quyền mình, cái trăm cả ngàn cái đời trước cả hai, có lẽ có ba chén cơm đó sao không hết được. Là cái này là tâm linh nha, đi chim nha, mình nói về cái không cái vấn đề này thì em biết đó. Em biết cái vấn đề này thì củ quyền hay là gì á thì mình còn nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều kiếp trước lận, nên là mình cứ thôi mình cứ giá là ai cũng dùng đủ đi để mình có thể thấy cảm thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng hơn. Còn hồi đó bị chim anh ăn mặn anh cũng cúng, mà bây giờ là anh ăn chay anh mới cúng. Tại vì theo giống như mọi người có một cái suy nghĩ á, suy nghĩ vậy nè, anh nói là nhiều người ta đã cướp mặt cướp mày thì thôi mình cho người ta ăn chay. Gọi là anh của mình theo độ mình cũng là những người mà đã lâu lắm rồi thì bây giờ là người ta cũng đã có một cái sự tu, mà mình cứ giá ăn mặn hoài. Anh không giá, anh không giá nữa. Bây giờ từ lúc ăn mặn là anh không cúng nữa, mà chỉ có những ngày chay á, 4 ngày chay mà anh ăn á thì anh mới vái thôi. Đó, như vậy đó. Dạ, đó anh cúng mặn luôn nha, đám vái mặn luôn nha. Giá chính anh không biết ăn. Bây giờ nhà em bây giờ đám giỗ hay đám gì thì cũng cúng chay không, mà không có cúng mặn nữa. Tết khi là cái gì cũng vậy, cũng cúng chay hết tất cả mọi người ơi, nên là không có dùng mặn thì á. Người quan niệm tại mình bên đạo Phật, mà nhiều người ta không cũng bên đạo Phật nhưng mà người ta không hiểu về sâu về vấn đề đó, nên người ta không biết, người ta vẫn thứ là cũng như là ở lúc mà còn sống người ta thích ăn cái gì thì cúng cho người ta cái đó, nhưng thực chất không phải đâu mọi người, không phải mình người cúng mình chỉ là ngửi thôi, cái người mà được hưởng á là chỉ được ngửi thôi anh, chứ không có thể nào mà dùng cái đó được. Nên là nếu mà mình cúng đồ mặn á là góp phần mình tạo thêm cái xác xanh cho họ để họ không có thể luân hồi được. Hủ tiếu bình thường luôn. Em là cái này là tụi e với bi chim này cũng không có gần về quá gì và Phật pháp đâu nha cả nhà. Nhưng mà giống như là nói theo một cái hiểu biết mà những người đi trước đã dạy mình. Với lại một phần á, bi chim biết không, người ta nói là cái ngày ví dụ như mình cúng á, người ta khi người ta quốc không mình cúng đồ mặn, mình phải làm thịt làm gà mình cúng. Thì cái đó là thế là em biết, người ta nói là khi một người mất ra đi á, hôm nay là ngày mùng 1 thì em cũng hơi nói về ăn chay nên mình nói về cái tâm linh chút xíu. Nói về Phật vì hôm nay là mùng 1 nha cả nhà. Thì nói là khi người mất, bất cứ người nào kể cả những người chân tu cũng vậy, ít nhiều gì cũng phải có nghiệp, phải có tội. Tại vì sống thí dụ tình cờ đi ngang qua đập con kiến là cũng có tội rồi, đừng nói trên người phàm ở ngoài thì ăn mặn rồi làm những cái điều công việc buộc lòng phải có những cái mưu mô tính toán, những cái gọi là buộc lòng mình phải làm như vậy. Có những cái đơn giản mình nghĩ không có tội nhưng mà nó là một cái tội rồi đó. Khi mất đi đã là một cái tội rồi thì người ta nói là em đang xách một cái ba lô rất là nặng, khi mình mất đi là mình đang gánh cái nghiệp đó. Mà bây giờ người ta nấu gà nấu vịt để người ta cúng cho em thì người ta đã gửi cái nghiệp nặng hơn nữa. Cái ba lô bình thường gửi mấy con gà vô trong ba lô nữa thì bình thường người ta xách hết gọi là 2 kg rồi. Và bây giờ mình gửi gà gửi vịt mình cúng thì là giống như là mình cúng cho người ta, mình gửi người ta phải gánh nặng hơn nữa, càng ngày càng gánh nặng hơn nữa. Vì vậy là cái đó hai Hùng Lý biết rồi nha mọi người. Chứ bây giờ trong cuộc sống mà Hùng Lý có ăn mặn, Hùng Lý cũng sát sanh nên không tránh khỏi những cái gọi là cái tội. Dạ, cái đó là cũng công việc hay là cái nhu cầu cuộc sống của mọi người, nhưng mà mình cũng là khuyên là chỉ là hạn chế sát sanh, hạn chế nha mọi người, chứ không phải là không kêu có thể mà sát sanh gì. Khi mình bước ra đường là đã sát sanh rồi, con kiến hay con hùm chốt gì đó thì mình đã lá sát sanh rồi, không ai mà tránh khỏi, hạn chế. Và mình đi chùa hay đó mình hồi hướng công đức cho họ sẽ được mau siêu sanh hơn, mau đầu thai hơn. Đó là cái điều mình cần làm. Bởi vì Hùng Lý cũng nói là hy vọng là nở hết trơn luôn, nở anh dễ ăn lắm, nở hết trơn luôn, anh dễ ăn lắm. Trong cuộc sống này nếu mà chúng ta mà có những cái điều làm cái gì đó đó thì buộc lòng chúng ta phải có những cái gọi là đấu tranh với cuộc sống, và cái gọi là bản năng sinh tồn. Đúng rồi, cái đó đúng là gọi là bản năng sinh tồn. Buộc lòng mình phải đấu tranh và nhiều cái phải tạo nghiệp và làm những cái tội. Nhưng mà mình biết được là tội thì mình hạn chế. Bình thường ví dụ như mình phải đấu tranh tới 10 để làm một cái điều đó, để bước chắc để có, thì thôi mình cố gắng mình hạn chế lại, mình làm 5, mình làm 5 từ từ. Thì cái tâm của mình còn có 5 thôi, từ từ nó sẽ rút lại còn 3, còn 2. Đó, thì 2 cái độ chuẩn 2 đó thì chắc chắn chúng ta vì bản năng sinh tồn phải giữ cái độ 2 đó để nuôi cho bản thân mình. Thì có thể mình làm cái điều đó nó sai nhưng mà mình sẽ bù qua cái khác, mình làm những cái thiện khác lại. Đúng rồi, để mình xả bớt cái nghiệp của mình nè. Đó cô, đúng cô. Bây giờ mình đang nói vấn đề nãy giờ, mình ăn đi Bi Chim ha, ăn đi là thấy ăn luôn nè. Bây giờ mọi người thấy Hùng Lý nè, nó nở hết trơn nhưng mà Hùng Lý dễ ăn lắm. Em ăn hủ tiếu khô nha mọi người, còn anh Hùng ăn hủ tiếu nướng. Đây Hùng ăn có phở không phải? Bánh này hủ tiếu mì mới biết kêu. À vậy Sa Đéc là vậy đó. Cho xin ớt với chanh đi. Có muộn. Chị ơi, nước lèo ngon quá. Chị cho em dĩa Hoành Thánh đi, chứ cho em có chén nhỏ em làm muối tiêu em chấm Hoành Thánh đi chị. Nguyên món mọi người ơi. Nguyên có con trai không? Có. Vậy mua cho Nguyên, gọi cho Nguyên đi, em gọi cho Nguyên, em nói là Nguyên mua heo về về nhà chị Hai á, mình hâm lại nhà chị Hai có lò đó, mấy Hai có lò á, ngon lắm, cái Sa Đéc này ngon lắm. Ngon cả gà, nó thật. Em biết ở đây mấy có năm rồi không chị? Cho em xin cái muỗng. Mà tại vì bả lại ăn chay á, bên đây xa quá em không có đi thôi. Chứ mà thật sự hôm nay đúng là ăn chay qua Phương Trinh này đã thủ lỗi trong bụng em đó, em đã ăn chay ở đây rồi đó. Nhưng mà không có anh Phương Trinh thì sẵn hơi quay clip ở đây luôn. Chứ em định á là qua đây quay clip Phương Trinh rồi kia hủ tiếu ngồi đó ăn với Phương Trinh là nói chuyện với Phương Trinh thôi. Không ngờ thì không có Phương Trinh thì thôi em review cái tiệm hủ tiếu này luôn. Cái này gọi là cái duyên á, cũng là ngay bữa nay ngay mùng 1 nữa nên làm cái gì cũng là có duyên hết trơn rồi. Nước lèo ở đây ngọt mà ngọt củ quả lắm, người ta có bóc những cái kia ngon lắm. Dạ cảm ơn. Nó không Nguyên đi, Nguyên ăn đi, bảo đảm ăn ở đây Nguyên khen ngon lắm. Cái này giờ xe nó không có bán. Ngon. Có ơn. Có nhìn cho chứ ăn hủ tiếu đi. Mà cái ăn sao bưng ra thấy ăn sao nha. Tại vì hủ tiếu cha mọi người thấy em ăn cũng ngon lành không? Ngon lắm mọi người. Anh đây bây giờ với Thánh là nữa nè. Cho với Bình Thánh nha chị nha. Trời hết rồi mọi người ơi, rau quá trời. Ngon ngon lắm. Rau quá trời rau rồi. Nó không nghe máy. Ngon quá. Có nhà mình có ăn chay với em không? Bây giờ có nhà mình không có ăn được thì coi như có nhà mình làm một phút mặc niệm rồi đó. Ăn chay cùng em nha cả nhà nha. Hãy ăn chay cùng em trong 1 phút. Nếu giờ mọi người thấy là Hùng Lý đang ăn chay thì mọi người cũng nhìn Hùng Lý nè. Nếu mà ai ăn chay được thì mình nên ăn chay nha mọi người. Ví dụ sáng mình ăn mặn thì chiều mình ăn chay hay tối mình ăn chay đó, cũng được, hạn chế sát sanh đó mọi người. Thôi em nói chung là em không có gành nhưng mà em sẽ gọi là hướng dẫn cái bài nhỏ nhỏ của em về ăn chay cho mọi người nha. Và mọi người có thể làm theo. Có nhiều người nói vậy nè, trời ơi, chị ăn chay không được. Thực sự luôn á, thà chị làm điều tốt với ăn chay chị không được, 1 ngày chị không có thịt chị ăn chị không nổi. Bây giờ cả nhà giống em vậy nè. Hồi đó đó em chỉ với cả nhà ha, có em ăn chay 1 tháng 10 ngày em ăn vậy nè. Em ăn xong một cái em lỡ cái em cắt trúng cái đồ mặn vô em liếm. Em liếm cái em ăn mặn lên nói thôi lỡ ăn trúng cái thịt là ăn mặn luôn. Nhưng mà sau này em tự suy nghĩ vậy nè, lỡ ăn trúng thịt em vẫn lại ăn chay tiếp luôn. Đúng. Từ từ là mốt em sẽ nhát miệng em quên. Em sẽ quen luôn, em sẽ quên. Giống vậy là sẽ quên cái vụ mà gọi là ăn mặn. Thí dụ như bây giờ em đang ăn chay ngày đó đi, cái em cắt cục chả cái em lại em cái giật nó chết rồi. Bây giờ mình đang ăn chay mà cái vô tình cái mình nói thôi lỡ ăn mặn rồi ăn mặn luôn, cứ vậy hoài là không ăn chay được. Nên là em sẽ cố gắng ăn chay luôn. Em nói là ăn mặn nhưng mà nãy là mình vô tình mình không cố ý thì em sẽ quay lại ăn chay tiếp. Em sẽ một lát em đi ăn hủ tiếu chay, em nhớ vẫn hủ tiếu chay. Còn điều thứ hai nữa thì bây giờ mình chưa ăn chay quen nào cả nhà, thôi chiều á, bữa sáng á, cả ngày đi mình dậy ăn hủ tiếu chay, cái trưa thèm quá ăn mặn. Cái đó không phải gọi là mình ăn chay mà cái đó gọi là mình hạn chế thịt thà để sau này cái dạng như theo kiểu mà cái ngày mùng 1 nào gầm lớn á, thì ăn chay 1 ngày mình sẽ ăn được. Tại vì mình tập được buổi sáng rồi từ từ mình tập tới buổi trưa, tập từ từ sẽ quen hả mọi người thiệt. Bây giờ ăn chay hết bị chim tô chiếu chay, bị chim Thái cái tô khô và ngon. Cái cọng mì này đúng là mì của Sa Đéc luôn nha mọi người. Ngon ngon cái chim ha, đúng là mì Sa Đéc ở đây ngon mà. Rồi mình cứ clip với đi chim cho Thái ăn chung với mình luôn. Đó rồi ăn nha, ngon quá, ẩm rất là ngon cái hả. Không có hường nha đi chim, không có hường, học máu ngon thiệt, học máu hường tạm thời tự nhiên bảo cái miệng bá lanh kìa. Em không có hường, em học máu ngon rồi hường. Thì mọi người bên đây là mùng 1 thì em Vinh Hùng có duyên là qua đây cũng như là muốn đi gửi tiền cho Phương Trinh nhưng mà không có Phương Trinh, nhưng mà có duyên là ăn hủ tiếu chay đây rồi quay cái clip này cho mọi người xem. Và nếu mà mọi người có muốn thử thì mọi người có thể lại ngay chỗ Sa Cha ngay đường Phạm Hùng quận 8. Không cần em có nói Sa Cha Phạm Hùng. Sa Cha Phạm Hùng quận 8 á là mọi người thấy cái xe hủ tiếu chay à, ăn thử đi rất là ngon. Cái này không phải em review nha, này em cảm nhận là thiệt ngon lắm. Đó. Thì ai mà tín đồ ăn chay thì mà là người lại đây ăn thử nha. Rồi xin chúc tất cả mọi người đang xem cái clip này của kênh Sức Sống Mới một đêm an lành và hạnh phúc nè. Và một ngày mùng 1 đi chùa nhắn mọi người và ngày mùng 1 thật là thanh tịnh nha mọi người. Thì nếu mọi người có ăn chay được thì mọi người cứ phát tâm khởi tâm ăn chay, ăn được buổi nào hay buổi đó, ăn được chút xíu hay chút xíu nha mọi người. Và mọi người em với anh Hùng ăn chay xong là sẽ đi tới chùa quận 8, chùa Quan Âm quận 8. Thì mọi người đón xem cái clip tiếp theo của hai anh em, hành trình hai anh em nha. Cái clip mình chưa tới bye bye đó luôn. Chưa đúng không? Chưa. Bye bye tất cả mọi người. Mọi người đón xem nha.